Hồi nãy anh đi ngang qua, anh dồn vô. Hồi kia không thấy bằng. Hồi kia anh mơ hỏi cháu, nó có bằng đó không? Nó hỏi hai vợ chồng nó đi đâu rồi, nó ủa xe nó đây mà nó đi đâu? Nó không biết nữa, xe của người ta. Khi anh nói thì nào cần về á, thì gọi điện cho ổng. Ngày mai nó rồi nói đâu có kiếm một bà nữa nha, có hỏi bạn đâu, không có nói gì hết trơn á. Nói đâu, nói chị chắc cứ bị gì nữa. Cặp xinh gái quá à, ăn đồ nặng hay là rủ đi cắp đồ gì thì không biết, mà cháu nghĩ chắc là anh chứ ngựa. Chứ hồi trước cho hỏi ảnh là đồ nó kiếm, nó ủa chắc kiếm đồ nó phải không, nó đâu có đâu, nó rủ đi cắp đồ đá băng rồi mà. Mà nó ngu dạ nó nói cho mình biết vô. Ngu dạ nó nói. Cháu là cháu chắc chắn là nó thương được. Nãy đi qua cho hỏi cho nói với anh. Nó là nãy đồ mờ kiếm với bà nè. Như cái bà đó, nó rủ đi cấp độ banh đó mà. Cái xe nó ngồi nhà nó dùng ra. Vợ con dính vô ma đó chó thằng bằng á, thì mình về á, về đây đang miếng rồi tôi về á, còn mình làm gì ra cái gì nó cái con nước đi đâu đi luôn á, ở được làm hung làm dữ nói về đây công an tóm đầu về thấy công an tóm đầu đâu con rủ ghê xuống con bình ở mà giờ về đây rồi ta chắc là cũng cầu cho nó rủ đi cắt độ chứ chứ đừng có thiếu nợ ổng từ cháu rồi cũng mừng rồi còn gì bây giờ nó cầu gì hết đấy. Đi không gì mình à. Nó đi rồi chắc rồi nó banh rồi nổ nặng ôm đóng luôn. Ủa nó ôm một đống. Nó chịu. Cô Sang có biểu nó à. Mà ai mà muốn thấy cái cảnh đó. Thì biểu ông đừng có cắt đổ nó banh nữa sao có cắt đổ hoài. Giờ nói không nghe thì ngán chịu. Mình góp ý kiến gì thôi. Chuyện của nó làm chứ ai biết. Đâu nói với nó chị không mệt. Lấy cái bó rau muống bỏ trong thu bình để qua cho tôi lại mai ăn tiếp. Cho chứ. Lấy cái rau muống vô trong xô nước cũng được. Để lên kia thì cũng được. Không đỡ đây thì gà banh. Để lên trên ai nước luôn đi. Cháu. Đó. Cho là cháu chết thì cháu buồn. Mà con chó con xuất chết là ông nói cùng ông đổ lại rồi lúc chữ ông nói cùng nè con chó trên núi ông niêm vậy cô chết là nó chết à nghe không đừng là nó chết à chứ giờ mà có giữ nó đâu nó con nào chết nó chết con nào ở lại nha. Ủa sao vậy mẹ? Ủa sao được đứng ngay đó vậy? Vậy? Tao nó bị giận chị. Té. Qua phòng bên này không? Ông đi ông chó ông đi ông chôn mà ông đi ông không được. Thôi làm bao vậy?
chết. Đồng ý, đồng ý, con chó chết là mình buồn, ai đi nào khùng. Làm như mình hồi trước con chó chết thì ông nói khùng. Điều một khẩu trang được bài bán không? Cậu hết bệnh rồi. Tao bạn cô này cũng muốn sắp chết chứ giờ biết sao đây? Chó chết mình buồn lắm chứ. Nuôi nó đó giờ giúp gì em. Chẳng hấp cho nó là buồn rồi. Nhà quả xin con nữa về nuôi. À, con chó. Bắt tôi là bắt đi mày cài giữa mày. Giống con tiều quá. Chó chết rồi, không thấy ông thùng ghê nữa. Nhưng ngờ đây mà sợ ông cũng quánh cái bàn. Cái bàn đó ông la làng. Thì coi chừng tôi vô đây tôi xách cái bàn rồi tôi bong giục luôn á. Rồi cháu đi về luôn đó. Ngày mai tôi còn căng. Ông về ông thấy ông nói không ông không về ông không có biết đâu mà tao mấy cái chết rồi ông về lại nó khủng lên. Làm nó thường giúp con xuống chỗ này biết nhà con chó không nên thăm ở trong là có người xuống đó là nó nên thăm à như là ông đổ thừa lắm kèm đi nó khủng lên. Làm gì nó đâu bây giờ nó bệnh cái thuốc nào người ta đang dị máu chó luôn chó nó cắn gì giờ nữa đổ thùng lên nữa ở nhà kia nó đã tao sợ chó nó cắn rồi với chó cắn này không vô lỡ nó cắn tao làm sao lỡ nó chết rồi thôi mới vậy ông có một thùng nữa. Ông đi rồi ông có xách đồ đạc đi chứ. Đồ đạc đồ xách đi chứ. Để đi ủ đi chừng 2 tuần về ha, mới chưa biết. Để dịch cho con sao má chưa biết đâu. Trời không sao mình sắp ở đâu luôn qua nãy. Ông làm ở đâu? Cái chỗ đâu có dịch đâu. Ủa mẹ ba làm chỗ lên phố lên quý. Đó gì mà chỗ lên phố lần nào chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hết bệnh chưa? Hết rồi, có tự sáng rồi. Lý do mà vì lại đổ tóc đó. Quá mới chạy đi mua thuốc mà. Đúng rồi, chạy đi mua thuốc mà. Đúng rồi, không chạy mua lại khác, tao chạy mua là nữa. Chạy tao mua thuốc rồi nhà Trương ấy, giờ uống không bớt đó. Đó, cháu uống thuốc hai tuần nay chả bớt gì hết. Đàn nó cũng còn trong hiểu biết ngon rồi sạc sạc hoài rồi ráng nó chút cũng vô hôm nay có bánh tráng bánh tráng muối còn không ở đâu nữa mà còn dễ đói bụng không ăn. Nghĩ đi nghĩ lại nó tắt cỡ cái vụ đó. Cái vụ chó nhớ. Cháu buồn ông làm nó khùng. Con chó đó đi em lên núi về mà. Đúng rồi. Ổng hai lần từ núi á. Ờ à, không ra lại như chó bạch rê, chó bự em. Đi em đi mượn. Chó quê á nó lạ chỗ đó. Chúng ta một hai thì giữ nó lại, nó ai giữ thì nó. Cái sổ dây ra nó bị cuốt luôn. Rồi cái thằng nó từ núi nó xuống. Bắt con cá lại. Mấy bữa đó ông ba thời lúc đó ông ba làm nhà cái thì ông ba bắt có trên núi giờ đó em về mẹ cầm được con hai con xin cầm thử ai nhiều hơn con luôn cái này là bút phó này chào sáng khóc chó chết rồi cháu còn khóc nữa cậu nó kén ăn được ống tầm uống theo xương không má ngày hôm qua còn thấy nó đây sáng mai lại vừa mở mắt ra chết quèo chết những gì đều rồi xuống đi về trời nó sống thời gian đó nó chết rồi tính ra cũng 5-6 năm rồi thời gian đó mẹ mấy bữa rong quen bữa gì bình thường là ra ở mà cách khu phố nào không có cho ngồi đó ai đem về táo rồi mạnh này lấy về chừng nào sửa xong thì táo lấy được này quen cái học đóng cửa rồi hả đóng cửa ai táo mua mua bạn cũng còn bán ở trong đó đóng cửa hoài thôi ai táo mua bán cho người ta chắc mấy ông khu phố tăng nữa ừ. Chứ không có ngờ rồi đó trong đó với mà quy mày cũng làm như vậy á kiếm ăn đóng cửa rỡ hồi nãy hỏi mẹ quy á chừng nào nửa tháng nữa mới bán lại được chứ bây giờ bà nghỉ rồi đóng cửa nghỉ đâu bán ngày đêm đâu bán đâu khi nào tới bữa đó thì bán lại nghỉ tới tại thấy nó mau chứ còn nghỉ dịch thấy nó lâu
qua qua nhà son son đuổi về, qua nhà son son đuổi về đi nha. Giờ chém mấy cái phê nha. Rồi sau 15 ngày đó rồi đi qua châu ông có nhà ông la chém này đâu làm quá vậy ông ra vô ra vô chút mày muốn đi làm á cho ổng ở nhà cái nữa. Rồi nói luôn ông đó mà ông bị thuốc mà lạ Phương. Mắc phồn vậy. Nó im lỡ mà Phương. Mày bị nó im nha. Con này tao thấy rồi, có một khỉ tay đi rồi nè. Đi chơi. Tôi không nợ mày. Không có tay nha. Nghiêng ủa. Nãy coi trên mạng á, nhiều người ta không có chấp mà hành đeo khẩu trang á, công an mà ổng bắt lại rồi chống đó rồi lụm vừa đồn luôn. Mấy bạn gái, mấy bạn chú, mấy bạn khu người ta cách ly là mà bán đi thật được à, mà anh phải mở ra để cho tôi đi mua đồ. Là con lồ ra phải chạy mà ông táo không đứng đầu trời làm đất làm ngóc mẹ đi. Trong thành phố ăn thịt cá quen rồi giờ nhắm chịu nóng. Tám thì nó để cho gạo rút cục gạo lên thấy ủa hồi nãy giờ tám không cho gạo đi đi lên chợ dưới mình rang đóng cửa rồi. Hôm đưa Út tòa đường xá gì mình vắng không có một bóng người, đóng cửa hơi sạch luôn rồi. Còn chợ Long Bình với lại trên mặt cây không cho bán. Quan trọng là cái khẩu trang á phải nhập vô. Trời ơi, Long Bình của mình đây thì nó ít, còn cái kinh doanh cũng nhiều. Thì cũng đông người mà. Rồi cũng cụ lão nữa ở mì, mì của mình thì còn ở nhà nước rồi. Sáng nhắn tin hỏi thăm nó, hỏi ở đó tình hình sao rồi, còn không, không? Ở trong nhà chắc ăn nhất. Rồi hiểu rồi. Mày hôn trông như vậy rồi. Ở ngoài đó vậy không làm gì lấy gì ăn trợ. Ủa thì bây giờ không làm được cái gì nữa. Nghe nói đâu có bồ rồi đó rồi. Hả? Nghe nói mì đâu có bồ rồi đó rồi. Bồ chứ bây giờ thì bồ nó là bồ ớt thì bồ núi ớt rồi chứ 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 bây giờ nó ở nhà chỗ công ty nó giờ đâu giờ cho làm nói á, không có nói là công ty nhà bây giờ á chỗ nào cấp đi nó lên xong rồi mấy cái người mà bên nước ngoài đó tao cũng về đó trong đó cũng có nhiều chỗ để người ta ủng hộ rau củ quả đồ thịt đồ chứ đây mừng ta không ủng hộ chứ trong đó người ta phải ủng hộ chứ chỗ nào cách ly phong tỏ là có hết mỹ tan bộ vô ông bộ nó nằm đúng đêm nữa hôm bộ qua làm bụng chết bị luôn chứ đừng nói bộ vui má lợi dụng trong khi lửa gần rơm cũng bén ra làm
bịch đó miệng đặt tấm đau luôn luôn đừng có bồi luôn. Bồi hết mình phải tắt ăn lắm. Lên mạng á cầu cứu mấy cái người nào mà người ta hay đi ta cứu trợ cho hỗ trợ rau bắp xú thu hào đồ đó ta chỉ báo cho người đó biết người đó à người khác gỡ về bao nhiêu ta ủng hộ xì rau củ quả đồ trên Đà Lạt đó người ta ủng hộ không trồng người ta ủng hộ luôn để chi cho cái chủ dịch làm không ra tiền. Còn mi chắc là cũng cũng nằm trong nó á. Mà con tông mày hùng về đây rồi á phải ốm nó nữa là dính luôn. Mình ở đây ai cũng hỏi vậy làm được ăn bữa. Mình đây đâu có mẹ ốm đâu. Trong đó là ổ đó, mình đây đề phòng thôi. Con quý mấy người đó bị nắm đầu hết trơn rồi. Giờ mình cái việc đề phòng ở mình đây là đề phòng mình đi mình đâu có nặng trong vòng mười mấy ngày á rồi thả ra thì cho cháu trong vòng 2 tuần trong vòng 2 tuần 15 ngày nhà nước không có nuôi nữa mà mình tự vô đó mình nuôi nhà nước gì nuôi nở nữa mỗi kỳ nhà nước nuôi cho đông quá nhà nước nào nuôi nở thì trường hợp như nhà nghèo quá thì nhà nước mà không coi lại còn nhà thì khá giả thì thôi chứ bây giờ cháu nghe nói là nhà nước mà ông không có nuôi nữa mà ông đưa mình tới đó là mình gia đình mình vô nuôi chứ mà ông không có nuôi đó từ đầu có làm mấy nhà nước nuôi ít á nhà nước nuôi còn bây giờ đông quá từ người nhà nuôi luôn cho nên nhà nước là mình nuôi mình nhiều mình nuôi đấy chịu đi nhà nước không nuôi ngày cơm ba bữa rồi xong vậy đó đồ đạc đem vô ra tiền lấy đồng mì tôm ngày hai gói ngày hai gói miễn có ăn sống là được rồi còn như cơm nó cũng nhiều đó nó cũng có chỗ để mà ta hỗ trợ tiền người ta trong không hỗ trợ tiền mà gạo nè tôm nè chỗ nhà trọ đồ á đây là mấy xi đồ á, chợ lớn á, người ta ủng hộ rau củ quả đồ, cái lên bạn nó còn cứu như sắp đói rồi đó, còn cứu vô gọi vô trong cái số mà biết cái người nào đi đánh phần quà đó về ủng hộ rồi đó, đó biết hỗ trợ cho. Nãy giờ tí sách cần câu rượu cá đó nãy lần thấy anh đó hôm qua hẹn cùng với lại nghiêng người muốn cờ bị tốt kẹt tắt tay cờ ốp chắc chung chung chuẩn bị cái gì cũng nặng lắm thấy rồi sao anh người ta muốn mày hồn ra mình nha trai chứ không phải bay vô Sài Gòn rồi biết giờ này ốm đó luôn rồi. Vừa ở đây là bây giờ á, ta biết mình đang kẹt rồi với hộ nghèo, hộ nghèo nữa. Đưa vô ông mấy ông khu phố giao một phần nghèo người ta hỗ trợ được nhiều khổ là không có ăn nữa
nói chuyện là có tiếng rồi. Con Son nó đâu có để bán đâu. Hỏi nó hôm á, có cái quán xong rồi có tính để bán rồi lên không? Nó không để gì. Tiền không có để bán. Là thời gian có tiền để bán lên thì nó còn thiếu độ hưởng mà nó còn thiếu độ hưởng nữa độ hưởng chứ mấy chứ mấy lạnh á 2,1 triệu hay 2,9 triệu vậy á xong nó được trước 2 triệu làm có tiền rồi dành dụm rồi trả đảo nhớ sáng hỏi bạn hỏi không có làm nữa hả nó trợ nghỉ thời gian chứ chừng nào mấy ông cho làm mới làm chứ chứ mà làm mấy ông vô mấy ông quẹt chết đấy mà hơi dữ nữa ghen gì mấy hôm nay 2 ngày nay không thấy tụi nó lên thấy nó cứ đi viện đó rồi hỏi trà lạ rồi đi vòng có mừng nhật á, cái đi vòng ở đây thôi đi. Không quan trọng đâu. Để nó để cái bảng này lại. Cách ly hả? Phần là ai mà có công chuyện gấp lắm thì đi. Công an mà ông trực gì đó, 50/50 luôn hả? Công chồng, bồ mấy ngày đó, 15 ngày. Thì nó ổn định rồi mới. Mà không có cõi chút ở thì không làm